thưa quý vị một người mỹ gốc việt từ quận cam bị bắt ở việt nam trong nguồn tin nhận được từ quận Cam, California, một cư dân Mỹ gốc Việt ở quận này đã về Việt Nam cuối tháng 6 và bị mất liên lạc với gia đình từ 10 ngày nay, trong khi có tin là người đàn ông 54 tuổi này đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Theo Nhật báo Người Việt, ông Michael Phương Minh Nguyễn có thể đang bị giam giữ ở Việt Nam kể từ ngày 27 tây tháng 6. Một người trong gia đình ông cho hay như vậy hôm Chủ nhật. Ông Mark Roberts, em rể của ông Michael, cho biết theo kế hoạch, lẽ ra thì ông đã Michael phải bay về Hoa Kỳ cách đây chừng 10 ngày. Đến nay thì gia đình chưa có bất cứ thông tin nào về ông Michael và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ chối thừa nhận chuyện ông Michael bị bắt. Theo một thông cáo gửi cho báo chí địa phương, gia đình ông đã liên lạc với tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn và đang chờ phúc đáp. Trong khi đó, theo tin của đài Á Châu tự do hôm thứ Hai, có một nhóm năm người đang bị công an ở Sài Gòn bắt giữ từ ngày 7 tây tháng 7 và đang bị điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhóm năm người này gồm có ông michael phường minh nguyễn sinh viên huỳnh đức thanh bình ông huỳnh đức thịnh facebooker trần phi long và facebooker thomas quốc bảo theo thỏa thuận song phương giữa hai quốc gia, chính quyền Việt Nam có trách nhiệm bảo cho tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong vòng 96 giờ nếu có một công dân Mỹ bị bắt và giam giữ. Mới đây thì một công dân Mỹ ở Houston là anh Will Nguyễn đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giam vì tham gia biểu tình cùng hàng ngàn đồng bào ở Sài Gòn vào đầu tháng 6 anh Quy Nguyễn bị một đám đông công an nên mặc thường phục, xúm lại đánh chạy máu đầu rồi kéo lê trên đường. Anh bị giam hơn 40 ngày, bị đưa lên đài truyền hình thú tội, rồi bị đưa ra tòa xét xử và cuối cùng trục xuất ra khỏi Việt Nam sau khi có sự can thiệp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.